Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về một cái combo bao gồm có một túi sách này và sạc nhanh nhất hãng 220 cộng với một pin co và một máy DGBS 18755C. Thì cái dòng này có búa và nó cao nhất hãng hiện nay, ba chức năng và nó là 25 cái cấp độ trượt và trượt đá điện từ luôn, vừa cơ vừa điện từ. Và boss này từ Mỹ về. Boss này nó sản xuất tại Malaysia. Malaysia nha anh em. Đây. Và nó là đầu kẹp 13 ly. GBS 18755C 13 ly. Tốc độ 1 là 4.8, cấp độ 2 là 2.001 vòng trên phút và nó sản xuất tại Malaysia. Hàng Mỹ chuẩn nó là có SAR. Nó là chuẩn vào thị trường Mỹ. Rồi, nó có 3 chức năng. Có búa này. Tốc độ của nó khá cao và cái đầu này là nó sản xuất tại tại Đức nha anh em. Đây. Sản xuất tại nhà máy tại Đức. Đấy. Gạt mà đi. Để giấu ở trong này. Đó. Đầu kẹp lock 13. Này, lock. Cái đầu này thì khá là chuẩn rồi. So với các hãng thì Boss thì nó chuẩn rất là tốt. Ok, và động cơ không chỗ thang, dòng cao nhất hãng Rootless Motor. Và tốc độ 2001 nha anh em. Có 3 chức năng. Có chức năng đá điện từ này. Cò vẫn bóp tay này. À, lên xíu. Lên xíu nữa. Lên tục ra tay. Vâng. Đấy. Và mình xét cho anh em là nó có catalog đầy đủ nè. Và có móc treo này. Cái này gắn vít này. Và pin là pin co này, pin 4A co, siêu làm mát, có báo đèn, boss, sản xuất tại Malaysia. Đó. Và một cái sạc này, sạc 9A, nhanh nhất hãng, sạc pin 98A, ok. Sạc này có mấy quạt, và cả một cái combo này, có trợ lực, và có túi sách, giá của nó là 5.7 triệu. Còn anh em nào muốn lấy sạc chậm, điện 220, 120 điện 120 series anh em thì giá của nó là 5.5 triệu. Và anh em nào muốn lấy thân máy thì giá của nó là 3.5 triệu cái body. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Cảm ơn anh em.